Nhận định bóng đá UAE với Thái Lan, 23 giờ 45 phút ngày 7 tháng 6, trước một UAE rất mạnh ở thời điểm này, cơ hội để thầy trò Nishino hy vọng có điểm là nhỏ nhoi. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhận định bóng đá UAE với Thái Lan, 23 giờ 45 phút ngày 7 tháng 6, trước một UAE rất mạnh ở thời điểm này, cơ hội để thầy trò Nishino hy vọng có điểm là nhỏ nhoi. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Trận hòa 2-2 trước đội bét bảng Indonesia phơi bày những khó khăn trong công tác chuẩn bị từ tập luyện cho đến nhân sự mà Thái Lan đã phải trải qua suốt thời gian qua. Dịch Covid-19 khiến cho Thái Lan phá sản kế hoạch tập luyện trong nước. Hai trụ cột quan trọng là Chanathip Songkrasin và Theeratharn Bunmathan vì những lý do khác nhau mà không thể tập trung lên đội tuyển. Những kết quả giao hữu vì thế mà bất lợi với Thái Lan, và chuỗi trận không thắng trong giai đoạn chạy đà tiếp tục xảy ra với người Thái khi họ chính thức bước vào chiến dịch vòng loại World Cup. Huấn luyện viên Nishino có thể trách mình quá chủ quan khi tung ra đội hình dự bị trước Indonesia. Ông cũng có thể trách các học trò đã phung phí quá nhiều cơ hội ở giai đoạn đầu mỗi hiệp dẫn đến việc Indonesia gỡ hòa sau đó. Nhưng ngay cả khi tung vào sân những quân bài tốt nhất của mình như Supachai, Silphanat, Supachop, Thái Lan cũng không thể tạo nên sự khác biệt. Vấn đề ở hàng công chỉ là một vế trong chuỗi khó khăn của bầy voi chiến, bởi hàng thủ đã chơi như mơ ngủ trước Indonesia. Báo chí Thái Lan sau trận đấu không tiếc lời chỉ trích trước sự kém cỏi của hàng phòng ngự Thái Lan. Và đó cũng là lý do mà các học trò của huấn luyện viên Nishino phải trả giá đắt khi không thể có 3 điểm tuyệt đối như kỳ vọng. Nhưng sau gần 2 năm, mọi thứ đã khác rất nhiều với đội bóng Tây Á. Phong độ ấn tượng của Lima và Ali Makhao giúp UAE có một sức tấn công vũ bão. Họ đè bẹp Malaysia tới 4 bàn không gỡ và leo một mạch lên vị trí thứ 2 của bảng xếp hạng. Nên nhớ so về quá trình chuẩn bị, Malaysia còn tốt hơn Thái Lan. Điều đó cũng đủ để thấy rằng, với hàng phòng ngự không tốt cũng một đội hình không phải tối ưu, việc Thái Lan bị UAE vùi dập tơi tả là hoàn toàn có thể xảy ra. Thay vì phải nghĩ đến chuyện sớm chia tay mặt trận mà mình từng rất thành công và tham vọng cách đây vài năm về trước, dưới thời của Kiatisak Senawang,